Đôi khi người ta làm giàu trên sự xương máu đủ thứ thì họ còn sống cuộc sống vinh quang. Nhưng mà bây giờ cô bác anh chị em mình ơi, làm như đến cái thời kỳ trả quả rồi. Giờ này đó nghe, mà cái người nào mà làm ăn hỏng thật đó, cái phước của mình nó không còn đó, coi như dễ bị trắng tay như không với cô bác anh chị em mình. Mà thầy nói từ rài trần hạ là lợi danh, lợi danh trôi. Từ rài mà danh lợi đó, hay hoặc giả là Đức Thầy nói lợi danh chớp nhón như luồn luồn gió, thấy đó rồi đâu bỗng mất liền. Phú quý tạo đời thêm mệt sát, tham danh thế đạo trí đâu yên. Sao bằng cửa Phật vui thanh tịnh, mới lánh cõi trần mê giải nghiệp duyên. Đó, vậy bữa nay con trình bày ba một cùng cô bác anh chị em mình á. Đời con người ở thế gian nó có ba cái trong cuộc đời này đó mà nó hạnh phúc và vui nhất. Cho nên nó từ từ nó trở thành những cái đồng bằng chết. Mà ở đây nước không đổ xuống thì nước mặn nó tràn lên. Hễ nước mặn nó tràn lên mà nó ngấm vô rồi đất nó còn phù sa nữa không cô bác? Xin thưa, Đức Thầy nói báo trước cái cảnh đời rồi đó quý cô bác. Nghèo với đói từ đây sẽ biết, rồi tới hàng ngoại bang nó bố thiết ta hoài. Nên bá gia hở ráng miệt mài, dù rách rưới cũng là cần kiệm. Hay là trong bổn đạo từ nay, từ nay kim chỉ đối với nghèo sắp đến bây giờ. Vì thương đời nên lão kể sơ cho bá tánh rõ lời Châu Ngọc. Thì thưa quý vị, ở tại cái nhà hàng Thủy Tạ này, cô bác anh em chúng ta nhiều lần để mình trở về đây rồi. Ở thời gian trước đây đó thì cháu Thảo và đệ Tú ra công để rồi làm cái nhà hàng Thủy Tạ này đó, là đầu tư vô đó cũng không biết bao nhiêu cái của cải tài sản nhằm để phát triển về kinh tế. Nhưng mà rốt cùng rồi cô bác anh chị em mình nhân nguyện như thử mà thiên lý dị nhiên, tức là lòng người muốn dạy nhưng mà trời chưa dạy. Dự định đó làm nhà hàng Thủy Tạ đó cô bác, mình thấy cá con nào con nấy, dưới con nào cũng nấy to tướng hết chứ không. Tức là ngày xưa đó là làm cái nhà hàng đó là hải sản tươi sống, cho nên hãy bắt lên con nào rồi đó là làm thịt con nấy tại chỗ. Nhưng mà từ khi đó phát tâm giác ngộ được con đường đạo đức, nhất là quy y theo giáo lý của Đức Thầy, cho nên gia đình đó của hai đệ đã chuyển nghiệp. Tu là mình chuyển nghiệp từ cái nhà hàng Thủy Tạ mà hôm nay trở lại đó, trở thành một cái nơi tịnh thất kiết thất niệm Phật để cô bác chúng ta về đây rất là đông đảo như thế này. Thì nhờ có giáo lý của Đức Huỳnh giáo chủ ra đời mới có cái chuyển lại. Chứ thật ra thưa quý cô bác, nếu ngày xưa đó ở cái đi nhà hàng Thủy Tạ này đó mà chưa chuyển lại trong chương trình tu tịnh độ niệm Phật, thì ngày nay đó cái ngày chánh dỗ kỷ niệm cô bác chúng ta chưa có được đến đây đồng đạo mà đông đủ, và đồng thời bữa nay mà cúng chay như thế này đâu. Bởi vì đó con nghe trong kinh Đức Phật Ngài nói mấy câu phải nói là hết sức là nghĩa tình. Nói cái người đời lắm lúc lạ kỳ. Đôi khi cái người đời đó lắm lúc nó có những cái chuyện nó lạ kỳ dữ lắm luôn. Người đời lắm lúc lạ kỳ, cha mẹ còn sống vậy thì vô tâm. Đôi khi lúc cha mẹ mình còn sống đó, mình vô tâm, mình không có thèm để ý tới. Nhưng mà chết đi thì kèn trống ầm ầm. Đến cái lúc chết rồi đó, đem kèn đem trống về thổi 2-3 ngày đủ thứ hết trơn phải không, làm linh đình đủ thứ. Cho nên chết đi thì kèn trống ầm ầm, sôi gà qua quả thì đầy mâm bàn thờ. Lúc còn thì tiền bạc thờ ơ, chết rồi đốt cả ngàn tờ đô la. Hầu cái lúc còn đó, cha mẹ xin một cắt một đồng đó là tính từ cắt từ đồng rồi quý cô bác. Cho nên đó, cha giàu con được ấm no, vì thương con cái cha lo chu toàn. Nhưng mà cha giàu con giàu chưa hẳn cha nhàn, có người còn tính từng ngàn với cha. Cho nên hồi lúc còn sống thì mình thờ ơ, đôi khi đó tiền mình đưa đó mình tính từng đồng từng cát, nhưng mà tới chết rồi đó lại đốt cả ngàn tờ đô la. Lúc còn thì cãi mẹ cãi cha, phải không? Cái lúc còn thì cha mẹ nói ra cái rồi đó,
Đức Thầy nói đó, có lắm kẻ lớn rồi quên lãng rồi nuôi mẹ cha tính tháng tính ngày nữa. Vậy thì bây giờ đó, lúc còn thì cãi mẹ cãi cha, chết rồi lại khóc suốt 3 ngày trời. Bởi vì lưu lại 3 ngày thì khóc suốt 3 ngày. Lúc còn thì nói chẳng nghe lời, cái lúc còn nói không có chịu nghe lời, chết rồi mới khổ vì đời mồ côi. Lúc còn thì cãi mẹ tay đôi, hồi lúc còn rồi mẹ nói ra câu nào là cãi tay đôi câu nấy với cô bác anh chị em mình. Chết rồi hối tiếc muộn rồi bạn ơi, đến chừng chết rồi đó, lúc đó mới hối tiếc. Còn hôm nay Đức Quỳnh giáo chủ ra đời, ngài chỉ dạy cái ngày chánh dỗ kỷ niệm đó, cháu con báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ lễ chay thì trong sạch nghĩa nhân dày mới đáng, thì hồn linh sẽ siêu thoát nhẹ cao bay. Vậy thì đối với người tín đồ Phật giáo hảo, cô bác chúng ta trong những cái ngày chay đắm như thế này, nó đại diện cho một ngày để cô bác chúng ta báo hiếu, gọi là Du Lan. Du Lan gọi là giải đảo quyền. Một năm đó chỉ có một cái ngày Du Lan trong rằm tháng 7 là ngày Trung Ơn. Mà mùa này cũng còn trong mùa Du Lan báo hiếu, bởi bữa nay mới có ngày 28 à, tháng 7 à, phải không? Vậy thì bây giờ đó, mỗi ngày đó cô bác chúng ta báo đáp thăm ân cho cha mẹ, cúng lại hai thời công phu lễ bái đi đền đáp tứ đại trọng ân, đó là một ngày cô bác chúng ta đã báo hiếu. Du Lan đâu đợi ngày gầm báo hiếu, đâu phải mỗi năm một ngày, ơn cha nghĩa mẹ sâu dày, mỗi ngày báo hiếu là mỗi ngày Du Lan. Chẳng những cô bác chúng ta báo đáp Du Lan cho ông bà tổ tiên cha mẹ để báo đáp thăm ân cho hai đấng ân điền, mà cô bác chúng ta còn tỏ tấm lòng hiếu kính làm tấm gương cho con cháu mai sau. Nếu mình hiếu thảo mẹ cha thì con hiếu lại với ta khác gì, còn nếu mình ăn ở vô nghề đừng mong con hiếu làm gì uổng công. Uổng công lắm, nếu mình mà bất hiếu nói cha mẹ rồi đôi khi đó, dỗ cha thì xem nhẹ, nuôi mẹ thì không, mà cả vợ lẫn chồng đi làm từ thiện. Đôi khi đó hiếu thảo mình không lo tròn, mà cuối cùng đi làm cái công tác Phật sự bên ngoài á, Đức Phật nó vô nghĩa với cô bác anh chị em. Nếu ai không phụng sự cha mẹ, nếu ai không nuôi dưỡng cha mẹ, nếu ai không biết nguyện cầu cho cha mẹ mà mình đi làm công tác từ thiện bên ngoài là vô ích uổng công. Bởi vì muôn việc lành chỉ có hiếu thuận. Chính xác, muôn việc lành chỉ có hiếu thuận là đứng đầu. Hay là thiên địa tứ thời xưng tại thủ, nhân sanh bách hạnh, hiếu vì tiền. Vậy thì hôm nay chữ hiếu là một đứng đầu của con người trong kiếp sống. Hôm nay gia đình làm cái bổn phận này là làm cái chữ hiếu sức thế gian với cô bác anh chị em. Vậy thì bây giờ đó, sở dĩ cô bác chúng ta còn lầm đường lạc lối và lưu lạc trong cõi trần mê này hoài đó, Đức Thầy cho biết là do vô minh mà ra tất cả. Phải không? Bị vô minh vọng tưởng giải tà nên quay lộn ta bà cõi khổ. Chứ thật ra nếu con ở bên Ô Môn đó mà con biết cái đường qua bên đây nhà của đệ tú đó, con chạy một mạch một hả? Là qua tới đây liền. Trừ ra cái không biết với hai nữa đó, con mắt nó bị dãy cá hay hoặc giả là nó bị mù. Cho nên cô bác chúng ta đi đó nó mới bị lầm đường lạc lối. Còn nếu đã biết rồi, đã đi nhiều lần rồi, thì cô bác anh chị em chúng ta đi đâu đó nó tỏ rõ. Mà thầy nói tầm cực lạc, đây rành đường ngõ dậy hãy mau tu tỉnh mấy màu. Vậy thì bây giờ trần gian là cái cảnh khổ với cô bác anh chị em mình. Hồi nãy đó anh Tư anh trình bày qua đó, ngõ lời khuyên nhân loại khắp gần xa ráng tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc. Đó là cái cảnh tốt vui. Còn cuộc đời này là cái cảnh phải nói là rất là đau khổ. Ta bà khổ, ta bà chi khổ, thì năng sổ tịnh độ lạc, tịnh độ lạc thì năng giác. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ đó, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Vậy cô bác chúng ta thấy cảnh dương gian có phải đang muôn thảm ngàn sầu không quý cô bác? Mới hồi sáng này con nghe tin tức báo là ở tại Gia Lai công tâm mình, mới ngày hôm qua có anh này đó là ở tại cái xã của Ia Co. Ở ngoài đó là đa số người dân tộc, cho nên vì hoàn cảnh gia đình nghèo đó, đi soi nhái mới ngày hôm kia bắt về được con cốc có bay lớn nè. Rồi gia đình mới chia ra xào ăn, ba người đem đi nhập viện hết. Bác sĩ cho biết là bây giờ đang ngộ độc, cho nên bây giờ đang khuyến cáo đó cô bác anh chị em mình, hiện giờ là đang cấm ăn ba cái thịt cốc. Mà ở đây cô bác anh chị em mình chắc không có ngộ độc ba vụ đó rồi, phải không? Mình bây giờ mà phận tu hành đảm bảo,
rau với tương không, chứ đâu có vụ ba thịt cốc ở trong chổng. Phận tu hành đạm bạc rau tương, miễn cầu được an khương, an khương bốn bể, phải không? Vậy thì bây giờ vừa qua đó, anh Tư anh trình bày qua ba cái đề tài rồi. Bữa nay con tự chọn, con cũng trình bày qua cô bác anh chị em mình với ba mục. Đời của con người sống thế gian, ta nói cơm ăn ba chén, còn thuốc thì uống ba thang, phải không? Còn cái gì đó mình làm đó nằm trong cái ba ở trong đó là ngon lành hết quý cô bác. Ăn cơm cũng vậy nữa, mình nói ăn ba hộp. Bữa nay con trình bày ba cái điều vui nhất trong cuộc đời này. Bởi vì mình đang chấp nhận cái sự khổ, mà thầy nói trong buổi khổ phải mau mau, mau mau tránh khổ, gán tầm vào đến chỗ, đến chỗ an cư, phải không? Học câu hỷ xã đại từ, nêu gương nghĩa sĩ dạ tư chớ gần. Vậy bây giờ con hỏi thiệt, giờ này mà cô bác anh chị em mình nhà đó cũng đôi khi gặp cái cảnh khổ á, người khổ cảnh này, người khổ cảnh nọ, mà tới đây đó nãy giờ cô bác anh chị em mình thấy một tiếng đồng hồ qua đó, cô bác chúng ta có cái gì gọi là khổ không? Không có, toàn là niềm vui không, phải không? Nãy giờ mình lại đây phải lạc đạo mà an phận, vui với đạo mà an phận, nghèo vậy là quá ngon rồi. Cho nên Đức Phật nói hai câu hết sức hữu tình: lợi danh mọi thứ vô thường, chỉ còn phước đức là dẫn đường ta đi. Chỉ còn có cái phước đức là nó dẫn cái con đường của mình đi tới tương lai, tới hạnh phúc thôi quý cô bác anh chị em mình. Cho nên á, Đức Thánh Ngài chỉ dạy á, để lại tài sản của cải quý báu cho con, quý giá nhất là dạy con kiến thức trong đầu, cho con kiếm cách làm giàu mới hay, cho con tiền bạc đất đai, con không biết giữ là trắng tay mấy hầu, phải không? Vậy thì bây giờ cha mẹ cho con là cho cái kiến thức trong đầu nó, để nó tự kìm cách nó làm giàu. Còn nếu để lại của cải tài sản đó, đất cát, đất vườn cho nó đó, tạ thực sơn băng, ngồi một chỗ ăn núi nó còn lỡ nữa cô bác anh chị em mình. Cho nên dạy con đọc sách thánh hiền còn hơn để lại bạc tiền đầy gương. Dẫu có bạc vàng trăm vạn lượng không bằng kinh sử một vài pho, phải không? Vậy thì bây giờ đó cần nhất là cô bác chúng ta làm sao để lại cho con cái kiến thức trong đầu nó, để nó tự làm giàu, nó tự có cái đạo đức, để nó tạo lợi cho con cháu mai sau đó quý cô bác anh chị em mình. Kiếp trước ông bà làm đức cả, ngày nay con cháu ráng lo tu, nó biết lo tu tỉnh, nó biết lo làm ăn tu hiền chân chất, nó tạo lại cái phước duyên và để lợi. Đức ti không thấy mà còn, tài ti gần gỗ mà mòn như cưa. Cho nên đây là cái thời kỳ cùng cuối, cô bác chúng ta thấy nha. Hồi đó đó, những cái người mà đâu đó mà làm ăn lương lẹo đó quý cô bác anh chị em mình, hay hoạt giả là có những cái chương trình nó không thật, đôi khi người ta làm giàu trên sự xương máu đủ thứ, thì á, họ còn sống cuộc sống vinh quang. Nhưng mà bây giờ cô bác anh chị em mình ơi, làm như á, đến cái thời kỳ trả quả rồi. Giờ này đó nghe, mà cái người nào mà làm ăn không thật đó, cái phước của mình nó không còn đó, coi như dễ bị trắng tay như không quý cô bác anh chị em mình. Mà thầy nói từ rài trần hạ là lợi danh, lợi danh trôi, từ rài mà danh lợi đó, hay hoặc giả là Đức thầy nói lợi danh chớp nhón như luồng luồng gió, thấy đó rồi đâu bỗng mất liền. Phú quý tạo đời thêm mệt sát, tham danh phế đạo trí đâu yên, sao bằng cửa Phật vui thanh tịnh, mới lánh cõi trần mê giải nghiệp duyên. Đó, vậy bữa nay con trình bày ba một cùng cô bác anh chị em mình á. Đời con người ở thế gian nó có ba cái trong cuộc đời này đó mà nó hạnh phúc và vui nhất. Thứ nhất tức là tha phương ngộ cố tri, tức là mình đi ở phương xa mà gặp lại người ở cái bản xứ của bác. Mà mình đi phương xa đó gặp lại người bản xứ nó chưa có vui bằng cái là mình đi mà lỡ có thất nghiệp, hay hoặc giả là mình đi đó mà gặp cái nghịch cảnh gian lao gì khổ khó của cuộc đời mà gặp lại cái người ở bản xứ đó, đó là một cái niềm an ủi nhất, phải không? Ví dụ như bây giờ đó mình vì hoàn cảnh kinh tế lỡ đó mình đi ở bên Hàn Quốc hay là ở bên Trung Quốc, hay hoặc giả là đi bên Đài Loan gì đó, mà mình đi qua bển đang thời gian thất nghiệp đang buồn, phải không? Mà mình gặp người bản xứ qua lỡ cũng bị thất nghiệp chung cảnh ngộ với mình cái nữa, ôm nhau mừng. Mừng là gì? Động chung cảnh, cảnh ngộ quý cô bác anh chị em mình. Vậy bây giờ con hỏi thiệt cô bác anh chị em mình nha, mình á lưu lạc xuống cõi đời này rồi, cô bác chúng ta không có cái bờ mé mà cô bác chúng ta quay về với
cõi xưa với cái nếp cũ của mình. Đức Thầy nói nở đâu lại giày bừa đồng lội, cũng gốc ngài Thượng Đế xuống, xuống trần, hoài đầu nghe tiếng chuông ngân, trở về nơi cũ cho gần, cho gần Phật tiên. Thấy sanh chúng quá ghiền cảnh tục, nên nhiều lần dục thúc muôn dân. Vậy bây giờ con hỏi thiệt cô bác anh chị em mình, cái ta bà này có phải là cái đất khách của mình chứ đâu phải là cái quê hương xứ sở của mình đâu. Cho nên ở tất cả các nơi Đức Thầy viết đó, cực lạc là tại sao Đức Thầy không nói đến cực lạc, Đức Thầy không nói đi cực lạc, mà Đức Thầy nói về cực lạc không? Tại sao dùng danh từ về? Hồi nào tới giờ mình có đi qua cực lạc chưa, mà giờ này lại mình dùng danh từ là về cực lạc, thảnh thơi an dưỡng, ấy là ngài ban thưởng công tu. Hồi nào giờ mình chưa đi mà tại sao ở danh từ này là dùng chữ về? Nó phải có ý nghĩa của nó. Bởi vì ở đây đó, thầy xuống đây thầy dắt mình, cho nên á, tìm cực lạc đây rành đường ngõ, dậy hải mau tu tỉnh mới màu, tận thế gian còn có bao lâu mà chẳng chịu làm tròn nhân đạo. Vậy bây giờ đó mình lưu lạc xuống cõi đời này, cho nên nó Đức Thầy từ ở bên cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên còn xuống, còn xuống phàm trần, ấy vì thương trăm họ vạn dân nên chẳng kể tâm thân lao khổ. Cho nên thầy nói kiếm con hiền đức giác, không có nói giác đi, không có nói dắt đến, mà lại nói là kiếm con hiền đức giác, dắt về, về nơi cõi Phật Tây Phương an nhàn. Bởi vì Đức Thầy mình có qua bển rồi, ổng trở về đây, ổng dắt mình, gọi là dắt về chứ đâu gọi là dắt đi. Không, cũng như bây giờ mình ở bên Việt Nam này còn lưu lạc trong cõi đời này, thầy mình được có duyên may, được hạnh lành mà xuất ngoại được qua ở bên kia rồi, tới chừng mà trở về Việt Nam bảo lãnh mình đi gọi là dễ. Con lạc cha con hỡi u ơ, thầy xa tớ ngẩn ngơ thương mến, ngóng trong chờ dẫn thời đưa đến đặng chung cùng một điệu quỳnh tương. Vậy bây giờ thầy mà đã đi qua bển rồi, thầy trở lại đây, thầy dắt mình gọi là dắt, dắt về chứ không nói dắt đi được quý cô bác anh chị em. Rõ ràng là như vậy. Vậy thì bây giờ con hỏi cô bác anh chị em mình, cái nơi đất này đó có phải là cái nơi á, là xứ sở quê hương gì của Đức Thầy không cô bác? Có không? Xin thưa không. Cũng không phải là xứ sở quê hương của mình nữa, mà thầy nói để đến lúc băng ngàn, băng ngàn đất khách, đem thân này đặng cắt mạch sầu đông. Tại vì mình xuống đây rồi mình lưu lạc với cõi đời này hoài nè, cho nên thầy đó mới từ ở trển thầy xuống đây đặng mà kiếm mình, đặng đưa mình trở về với Tây Phương, với tịnh độ, với cực lạc đó quý cô bác anh chị em. Rõ ràng là như vậy. Cho nên á, cảnh an nhàn của người liễu đạo muôn ngày vô sự, lóng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần đặng chịu cảnh chê khen. Tại xuống đây rồi mình gây nợ nè, rồi lâm dính ở dưới này luôn nè quý cô bác. Xưa nay gây lắm nợ nần, bây giờ đem trả một lần phải hao, không vậy nợ cứ truyền lao, đời nay trả đến đời sau không cùng. Khuyên người đừng thở than lung, thuận hay nghịch ý mặc tình đừng nao, đừng vì hoàn cảnh khổ đau đem lòng đạo đức mà lãng sao lu mờ. Rồi đừng bì với kẻ nhút nhơ, mà đem ngọc quý ném quơ vào bùn. Khuyên người tu tỉnh thủy chung, rồi đây lời Phật có mà hay không. Vậy bây giờ đó mình gắng cố gắng mình tu sao cho vẹn chữ thủy chung đạo thầy trò là khắc cốt như ghi chưa. Đạo cha con phải chặt chẽ chữ miên trường, và đạo chồng vợ phải thuận hòa cho đến thác. Vậy thì bây giờ đó, tha phương ngộ cố tri, tức là mình đi ở phương xa mà gặp lại người ở bản xứ quý cô bác. Bây giờ mình lưu lạc xuống cõi đời này rồi mà mình không có thấy bờ mé, không có chịu trở về với quê xưa cảnh cũ. Cho nên Đức Thầy xuống đây ngài phải đành á, khổ khó gian lao nhất của cuộc đời này. Phận tăng sĩ này bao gió bụi, miễn sổ lòng tháo củi ta bà, theo đòi thưa gương phẩm Thích Ca, dốc đem tâm trí đang tầm ra đậu màu. Vậy bây giờ đó mình á, xuống đây rồi mình gây nợ nần trằng trịch ở dưới này hoài, rồi mình không có bờ mé gì trơn.
ta nợ bao phen ở cõi trần, nợ tình, nợ tội, nợ ân nhân, nợ nhiều như thế làm sao trả, tu tỉnh là ta trả nợ vật. Vậy bây giờ xuống đây đó, mình thiếu nợ ở đây rồi, bây giờ mình làm sao gắng tu đặng mà mình trả nợ, đặng mình mới về bên kia Tây Phương Cực Lạc được chứ. Tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi, đứng ngồi tòa sen phải không? Chứ mình xuống đây mình còn thiếu nợ hoài làm sao về bên kia được. Mà nếu thầy không còn nợ, thầy cũng không có trở lại đây đâu quý cô bác anh chị em mình. Nợ cùng bách tính hỡi còn, còn dương hay là tôi còn mắc cái nợ này nên phải làm, làm dày cho giải quả căn. Con kể lại một câu chuyện bên thầy cô bác anh chị em mình nghe nha. Ngày xưa đó quý cô bác anh chị em, sau khi năm 1939 đó, Đức Thầy khai đời mở đạo ở tại Tổ Đình. Lúc đó đó tất cả các bậc trí thức ta về đó quy y rất là nhiều. Trong đó đó có ông Hương Sư Vàng. Ông này đó ông cũng giỏi nho như hai nữa, ông giỏi chữ nghĩa lắm quý cô bác. Ông lợn thoát tâm giác ngộ, ông quy y theo giáo lý của Đức Thầy. Nhưng một hôm nọ đó ông có khoe với Đức Thầy. Ông nói dạ bạch thưa Thầy, hiện bây giờ ở nhà đó mẹ con còn lưu giữ lại cái quyển 11 hồi của ông Sư Giải Bán Khoai. Bữa nào để con đem lại đây đặng mà con trình cho Thầy, rồi con đọc cho Thầy nghe nha Thầy. Thầy nói ừ, nếu có thì bữa nào ông đem lại đây đó ông đọc cho tôi nghe thử coi cái quyển 11 hồi đó của ông Sư Giải Bán Khoai coi làm sao. Thưa quý vị, một bữa nọ khi Đức Thầy Ngài khai đời mở đạo, lúc đó đó người ta lại hút thuốc nè, độ bệnh nè, quy y nè, rồi nghe thuyết giảng rất là nhiều. Ông Hương Sư Vàng đó, ổng đem cái quyển 11 hồi mà hồi đó ông mặc cái áo đó, cái túi nó ló lên khúc gì nào quý cô bác anh chị em mình. Ổng để cái quyển 11 hồi, tại vì á, cái vuông dứt của quyển 11 hồi nó không có lớn, nó ló lên khoảng chừng 2 tấc. Sau khi lại chuyện trò với thầy rồi, Đức Thầy hỏi ủa, ông Hương Sư già ông quy y theo tôi mà ông còn đem cái quyển gì bỏ trong túi nữa đó, còn coi quyển gì nữa đó. Ông nói dạ bạch thưa thầy, hôm rồi đó con có thưa với thầy là con còn cái quyển 11 hồi của ông Sư Giải Bán Khoai, con đem tới đây đặng con đưa, con tính đọc cho thầy nghe. Thầy nói ừ, vậy thôi bữa nay ông lấy ra ông đọc cho tôi coi. Mà thưa quý cô bác, tại vì hồi ngày xưa thầy chưa khai đời mở đạo đó, lúc đó mẹ ông đó đọc cái quyển 11 hồi của ông Sư Giải Bán Khoai đó, ông đọc cho bà mẹ nghe, ông đọc nhừng dữ lắm luôn, đọc không có sót câu nào, mà đọc không có trật một chữ nào trơn á. Mà con có điều lạ, khi mà đối diện với Đức Thầy đó, ông móc cái quyển mà 11 hồi ra là cái tay ông rung rồi. Chỉ mới có móc ra thôi là rung rồi, chứ đừng nói mà tới đọc quý cô bác anh chị em mình. Thì sau khi bắt đầu ông dở ra, ông cầm cái hồi thứ nhất ông đọc, ông đọc hơi ta nói nó rung quá rung rồi, ông đọc ta nói trật lên trật xuống. Đức Thầy mới quay qua, Đức Thầy nói thôi ông Hương Sư Vàng ơi, bữa nay ông lại ông đọc sao mà đọc trật lất mà ông rung quá rung rồi ông Hương Sư Vàng ơi. Ông quay qua ông nói dạ bạch thưa thầy, tại sao ở nhà đó con đọc đâu đó nó nhừng như cháu vậy đó, con đọc ở nhà đọc cho mẹ con nghe hoài, mà sau cái gì tới đây đó con gặp thầy con đọc rung mà nãy giờ bộ đọc trật dữ lắm hả thầy. Thầy nói trật, thôi vậy thôi bây giờ đó ông cầm cái quyển này đó ông dò đi để tôi đọc, rồi ông dò thử coi có trật có sai gì không nghe. Sau khi bắt đầu Đức Thầy nói vậy rồi thì ông cầm cái quyển 11 hồi ông coi ông dò, mà Đức Thầy đọc nguyên một hồi thứ nhất luôn, đọc rót rót luôn. Thì lúc đó đó bắt đầu ông dòm Đức Thầy, quý cô bác anh chị em mình. Ông hỏi ủa, tại sao thầy khai đời mở đạo tới giờ đó năm 1939 mới có mấy tháng trời rồi, mà con thấy thầy đâu có học về cái kinh sách nào khác hơn đâu, mà tại sao cái quyển này mà hồi nào giờ con mới khoe thầy lần đầu tiên, mà tại sao thầy đọc gì đâu mà không sót chữ nào trơn hả? Đức Thầy cười, thầy nói cái đó của tôi viết chứ hả? Cái đó là của tôi viết mà. Thấy sinh chúng quá ghiền cảnh tục nên nhiều lần dục thúc muôn dân, tôi đã nhiều lần tái kiếp trở lại dữ lắm rồi, bài Sứ Mạng thầy viết đó. Nhưng mà ta nghĩ nhiều tiền kiếp ta đã hy sinh vì đạo nào quản sát thân, kiếp chót này đây là cái kiếp này là cái kiếp chót rồi, chứ nó đã trải qua năm kiếp rồi. Thất niên trụ thế độ mê đình, diệt địa trùng trùng khổ chiến chinh, Phật Pháp Hoàng Dương khai ngũ hệ, tức là Đức
Phật thầy Tây An đến đời của Đức Thầy mình là nó ra đời tới 5 tiền kiếp rồi. Phật Pháp Hoằng Dương Khai Ngũ Hệ Thượng Nguyên Tái Lập mới kiến Thanh Bình. Đức Thầy ra đời nhằm mục đích để lập lại cái đời Thượng Nguyên Thánh Đức đạn mà ngõ lời khuyên nhân lỗi khắp gần xa, đang tu tịnh hưởng đời chung cực lạc. Phải không? Vậy thì bây giờ ở đây đó, Thượng Nguyên là tái lập kiến Thanh Bình, mà trong đó nó năm kiếp tu quay trở lại cũng ở tại An Giang không, mà ông có biết hay không? Thứ nhất thọ ký Linh Sơn, thứ nhất là tôi thọ ký Linh Sơn là mà khai đời mở đạo vào năm 1849 đến năm 1856. Thứ nhất thọ ký Linh Sơn, Tây An Phật ấy Nam Kỳ đản sinh, trở lại Nam Kỳ, phải không? Thứ hai thầy chỉ cho rằng Tà Lơn Sứ ấy là rạng danh Phật Trùm, là kiếp thứ hai. Kiếp thứ nhất là Phật thầy Tây An, kiếp thứ hai là Đức Phật Trùm giảng xưa với bóng cội tùng, còn ghi lưu dấu đạo khùng của ta. Đó, còn ghi lưu dấu là dấu xưa, tượng xưa dấu cũ còn mờ đó, chẳng lo tìm kiếm bến bờ mà nương. Cho nên đó, kiếp thứ hai là cái kiếp của Đức Phật Phật Trùm. Đó, đạo nhà của ta. Rồi tới thứ ba, thứ ba là Ngô Lợi Phật Đà. Ngô Lợi tức là Đức Bổn Sư ở tại Bách Chúc. Năm 1878 đó, đến năm 1890 là 12 năm. Cho nên đó, thứ ba Ngô Lợi Phật Đà, tứ ân hiếu nghĩa, đạo nhà của Điên. Thứ tư, đây, cái kiếp này là cái kiếp của ông Sư Giải Bán Khoai đây. Thứ tư, Hoài Gót Xuống Thiền, hiện ông Sư Giải mới dạo miền thế gian. Thứ năm mới trở lại An Giang, Trấn Hưng Phật Đạo, làng hòa hảo thôn. Cho nên Đức Thầy nói đó, hòa thôn hảo cảnh xứ chi ta, tạm dắt nhân sanh khỏi ái hà, tạo sát quỳnh danh thanh sắc trẻ, mới chào thời thiên định thiết hùng ca. Lúc đó Đức Thầy đọc hết quyển 11 hồi cho ông Hương Sư già ông nghe. Ông mới nói vậy, ủa vậy rồi cái quyển Lan Thiên của ai viết vậy thầy? Quay qua ông hỏi thêm, quyển Lan Thiên là của ông Cử Đa. Rồi ông hỏi gì chớ, đó là của ông Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, là của ai viết vậy thầy? Rồi Tứ Thánh là của ai viết vậy thầy? Thầy nói tôi báo cho ông biết trước, từ 300 năm trở lại đây trong hệ phái Bủ Sơn Kỳ Hương là một tay tôi viết không. Một tay tôi viết không đó, chứ không ai ngoài trơn đó, thưa quý cô bác anh chị em mình. Thấy chưa? Có phải thầy nói miệng nhích môi đầy văn tao nhã hạ bút thần thơ đã đề khai, khó làm cho hiền thánh lung lai, chỉ tưới nước dùng phần cây quý. Vậy bây giờ đó cô bác chúng ta còn nghi ngờ gì nữa đây mà mình không phát tâm giác ngộ lo tu, vì ngài là một vị Phật lâm phàm trở lại thật sự rồi đó cô bác, phải không? Vậy thì bây giờ đó, cái thứ nhất là tha phương ngộ cố tri, tức là mình đi ở cái phương xa mà gặp lợi người ở một bản xứ, vui lắm cô bác anh chị em mình. Đó, cái vui hạnh phúc thứ nhất. Bây giờ qua cái vui thứ hai là gì? Cái thứ hai là cửu hạn phùng cam vỏ. Cửu hạn là gì? Cửu hạn là nắng lâu. Chữ phùng là gặp, chữ cam vỏ là gặp một cái đám mưa ngọt đó cô bác. Chữ vỏ là vũ là mưa đó, cam là ngọt đó. Nắng lâu mà gặp được một đám mưa ngọt. Cô bác anh chị em mình thấy nắng lâu chưa? Thầy nói giọng tăng sĩ thanh thao như kiển hạn đã lâu, sông giếng cạn mòn, cỏ cây khô héo thon do nay nhờ mưa, mưa đợm mà còn khát không. Vậy bây giờ đó, ông thanh sĩ ông để lại bốn câu này, cô bác anh chị em mình thấy đó, nếu mình không tu coi chừng sau này đó khó gặp thầy, mà sau này đó mình khó dự với ngài đại hội Long Hoa nữa quý cô bác anh chị em mình. Cửa nhà tan nát thấy chưa, chẳng lo tu bổ mà còn cưa rui mẹ, giảng hòa nếu chẳng chịu nghe. Giảng hòa tức là giảng của ông Tư Hòa Hảo đó. Giảng hòa nếu chẳng chịu nghe, có ngài không giải mà che thân mình. Cái đó là lời của ông thanh sĩ ông nói nghe.
Ông nói giảng của Hòa Hảo của ông Tư đó mà mình không chịu nghe, không chịu tu theo đó, có ngày đó không có giải mà che thân mình sau này đó quý cô bác anh chị em mình. Đó, vậy thì bây giờ ở đây đó, cái thứ hai là cửu hạn phùng cam giỏ. Cửu hạn tức là nắng lâu. Nắng lâu không cô bác, từ năm 713 sau khi Đức Lục Tổ Huệ Năng đã bạc truyền y bác rồi, đến năm 1939 Đức Huỳnh Giáo Chủ mới ra đời lần đầu tiên là đám mưa. Là cô bác mình biết cộng lại là nhiêu năm không? Đức Tài nói cả ngàn năm nhân tâm sao xiến, sao tu hoài chẳng thấy ai thành. Là từ ngàn xưa Phật Pháp Ngài then 1226 năm. Từ khi Lục Tổ Huệ Năng đã bạc truyền y bát rồi đó, nắng hạn dài. Tới năm 1849 đến năm 1856 Phật Thầy Tây An ra đời là đám mưa đầu tiên, phải không? Rồi tới Đức Phật chùm nữa là đám mưa thứ hai, tới Đức Bổn Sư là đám mưa thứ ba, tới ông Sư Giải Bán Khoai là đám mưa thứ tư, tới Đức Thầy nữa có phải là mưa đợm không quý cô bác anh chị em mình? Mà tới đám mưa đó là nó trải qua 1226 năm. 1226 năm cô bác chúng ta cộng lại với 713 nó là năm 1939. Đó, đến năm 1939 năm Kỷ Mão Đức Thầy mới ra đời cứu độ chúng sanh. Đó gọi là mưa đợm mà cửu hạn phùng cam giỏ. Cô bác mình thấy nói về đời đó, nước là sự sống của muôn loài vạn vật. Tất cả đó nếu mà thiếu nước đó là mất đi sự sống cô bác. Ở trong cơ thể mình thiếu gì? Thiếu chứ thiếu máu là kể như rầu đó, phải không? Ở trong cơ thể của con người là 70% là nước. Nó là sự sống của muôn loài vạn vật ở trong đó quý cô bác anh chị em. Vậy thì bây giờ đó, Thầy ra đời lần sau cùng đó, Thầy không phải đem từng giọt, đem từng đám mưa, mà Đức Thầy Ngài cho biết là suối Tiên Thánh đổ ra cuộn. Suối Tiên Thánh đổ ra cuồn cuộn tràn ruộng lòng gieo giống mới nên. Kẻ vô tình chẳng có chí bền, phải xa ngã theo nơi mộng ảo. Vậy thì bây giờ đó, cô bác mình thấy hồi nào tới giờ đó, đập mà nước thủy điện hay là cái gì đó người ta đều có thể chặn được. Nhưng mà cô bác anh chị em mình thấy đó, cái suối đó là cái mà khó chặn nhất. Bởi vì suối là từ trên cao nó đổ xuống, dù cô bác chúng ta có chặn đi nữa thời gian sau nó cũng tràn hà quý cô bác, chắc ăn là phải tràn thôi. Cho nên cô bác anh chị em mình thấy không, ở bên Campuchia đó, từ ở bên đó là Tây Tạng rồi nó đổ qua bên Thái Lan rồi nó qua bên đó là Trung Quốc rồi nó qua bên Lào, Campuchia qua Việt Nam mình. Mà ở bên bển đó cô bác mình biết đó, nó báo cho biết là nó đắp 11 cái đập nước ở Trung Quốc đó. Nhưng mà nó đắp cho nước vẫn còn tràn qua Việt Nam mình. Bởi vì khi nào mà nó quá xả nước nó phải xả cho tràn. Nhưng mà chuyến này đó là cô bác anh chị em mình đó, có thể là thầy cho biết là tiên tri nó đã sắp sửa gần đến cái ngày đó rồi. Sao đến Việt Sơn Băng rồi? Cái gì? Sao đến Việt Sơn Băng kiệt thể, phải không? Khùng thảm thương bá tánh quá chừng, dòm xem trần nước mắt rưng rưng, cảnh áo não kể sao cho xiết. Cho nên á, bây giờ đó nó không có đắp cái đập nước đó nữa, mà bây giờ nó khai cái con kinh Phù Nam. Mới ngày 5 tháng 8 rồi đó, nó khai con kinh Phù Nam, nó động thổ để nó làm, nó thời gian dự kiến là khoảng 3 tới 4 năm. 180 cây số với cái đồng tiền đầu tư là 1 tỷ 7 đô la của Mỹ. Cho nên cô bác anh chị em mình biết đó, cái con kinh này mà khi đào xong rồi nước trên nguồn mà đưa xuống nhiêu là nó đưa ra biển hết. Đồng bằng sông Cửu Long mình sau này là những cái nào mảnh đất chết chứ không còn phù sa như ngày xưa nữa. Mà hễ ở trên chảnh nguồn nước mà nó không đổ xuống rồi, cô mắt chúng ta mất về cái khoáng sản nè, mất về cái thủy sản nè, mất về cái hải sản nè. Bị nước không có là nó không có phù sa. Nước không có xuống đâu có cá mắm gì đâu. Nước không có xuống đâu có còn cát đá gì đâu mà khai thác nữa đâu, phải không? Cho nên nó từ từ nó trở thành những cái đồng bằng chết. Mà ở đây nước không đổ xuống thì nước mặn nó tràn lên. Hễ nước mặn nó tràn lên mà nó ngấm vô rồi đất nó còn phù sa nữa không cô bác? Xin thưa, Đức Thầy nói báo trước cái cảnh đời rồi đó quý cô bác. Nghèo dưới đói từ đây sẽ biết, rồi tới hàng ngoại bang nó bố thiết ta hoài.
nên bá gia họ ráng miệt mài dù rách rưới cũng là cần kiệm, hay là trong bổn đạo từ nay kim chỉ đối với nghèo sắp đến bây giờ. Vì thương đời nên lão kể sơ cho bá tánh rõ lời Châu Ngọc đó. Vậy thì bây giờ cô bác anh chị em mình thấy đó, cái thứ hai là Đức Phật Ngài cho biết đó, con người có cái niềm vui thứ hai trong cuộc đời này, thứ hai gọi là cửu hạn phùng cam võ, tức là nắng lâu mà mình gặp được đám mưa. Cô bác mình thấy đó, hôm rồi đó, tháng giêng, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 đó, cô bác anh chị em mình thấy ở cái vùng dưới đó đang bị kiệt nước khô hạn đó cô bác. Chúng ta thấy nó quý cái giọt nước cỡ nào không quý cô bác. Mưa, một đám mưa đầu tiên một cái, nghe ta nói nghe, cây thì nó mọc mầm xanh lá, con người thì mát mẻ, sông ngồi thì bắt đầu nó trở lại phù sa màu mỡ đó. Bây giờ qua tới cái mục thứ ba, bây giờ cái thứ ba này là cái then chốt mà hiện giờ cô bác anh chị em mình đang chờ đợi nè quý cô bác. Thứ ba, điều vui tột cùng và hạnh phúc của con người đó gọi là kim bản quải danh thì, tức là mình đi thi mà được đậu trạng. Bây giờ con hỏi cô bác anh chị em mình đó, lần này đó mình tu đó có phải là sửa sạn cô bác chúng ta vào cái cuộc thi phải không? Thầy nói đó, khoa tràng lịnh mở hỏi thí, nên ta xuống bút giải thị trần gian, chớ mình hồn giữa lâm sang thảnh thơi, còn xuống thế gian làm gì? Ước mơ thượng cổ hồi quy, thế già trần no ấm phú thi an nhàn, phải không? Vậy bây giờ đó khoa tràng đã có lệnh mở hội thi, nhưng mà hiện bây giờ có thi chưa cô bác? Xin thưa chưa. Cho nên thầy nói vì thiên đình chưa mở hội thi nên lão phải phiêu lưu độ chung. Vậy bây giờ khoa tràng đã có lệnh mở hội thi rồi, nhưng mà nó chưa đến cái ngày thi thôi. Hồi nãy anh Tư có đọc đó, trường thi chưa mở trống chưa, trống chưa thùng, nhưng mà trống chưa thùng sĩ tử vẫn chờ trong, chứ đừng có bỏ cuộc giùm tôi nha. Lời đó chờ đợi đã đời rồi mà bỏ cuộc là kể như rồi à. Bây giờ mình vô đó thi còn may ra đậu hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, hạng tư, còn mình bỏ cuộc là tôi bảo đảm cô bác anh chị em mình rớt. Thay cảnh đổi lòng nổi biệt ly, muốn gặp bản son với linh kỳ, nôi sức bình sanh quanh nước lửa, có một ngày chờ hội ứng thi, phải không? Vậy thì bây giờ đó sĩ tử mình đang chờ trong và mình đang học bài. Thầy nói thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài, thức dậy mà tầm đạo kiếm bài để thi cử khỏi mang khỏi mang tiếng rớt, phải không? Bây giờ con hỏi cô bác anh chị em mình đó, đi thi đó mà nếu mà mình đậu trạng, mình không vô làm trạng nguyên, cũng thám qua, cũng bản nhạn, mà không bản nhạn sau này cũng làm cử nhân với người ta. Bây giờ thầy nói Phật Dương Đà chỉ rõ mái diệu quyền triển lập hội Long Hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả đặng ban cho xứng vị xứng ngôi. Một hạng thứ nhất, cái đó gọi là đậu trạng đó. Kế hạng thứ nhì nữa, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo. Thứ ba nữa, định ngôi phân tứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Thứ tư, sao làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Vậy bây giờ đó cô bác anh chị em mình gán tu nha. Thầy nói thương trần ta mới đánh liều, mong người tu tỉnh ít nhiều cũng hay. Bây giờ mình tu ít tu nhiều gì đâu đó cũng hay chân quý cô bác. Tu chùa, tu chợ, tu nhà, tu đâu cũng được, miễn là có tu là được rồi. Yêu cầu mình có tu, yêu cầu mình có sửa rồi, bất cứ ở chỗ nào. Thầy nó ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà, Phật chẳng chấp chẳng nài thời khắc, hay là nhớ từ bi hai chữ ngâm ngâm nga, dù làm lụng cũng là trì chí, phải không? Hay là Phật thầy Tây An nói việc chi dù quá cận cụ cũng nhân dạy phút để tập tu nguyện cầu. Khi rảnh việc đồng sâu chợ búa, đem sấm kinh tự của thầy ban đọc cho thông thuộc đôi hàng, rồi ngâm nga trong lúc thanh nhàn bần phần đó. Vậy thì bây giờ thưa quý cô bác anh chị em mình, một thứ ba Đức Phật đó, con người hạnh phúc
và vui nhẹ nhất trong cuộc đời, tức là đi thi mà được đỗ trạng. Hiện giờ cô bác anh chị em mình đang học bài, mà bây giờ đó mình có học bài chưa? Bây giờ thầy nói ra đi để lại một bài đó cho trong bổn đạo hôm mai rèn lòng, mà coi cái bài này mình có học chưa, cúng lại mình có siêng năng chưa. Nói tới đây con mới nhớ kể câu chuyện cô bác anh chị em mình nghe nha. Cho nên ngày xưa đó ông Đỗ Văn Diễn đó quý cô bác, ổng là một cái bác sĩ thú y giỏi lắm, mà ổng vừa trị bệnh cho tất cả mọi người luôn. Lúc đó khi mà Đức Thầy khai đời mở đạo tại tổ đình đó, ông xuống đó ông có dịp ông quy y. Nhưng mà ông còn tự ái, ông còn có cái bản ngã, tức là ông nói mình là một vị bác sĩ, quy y chứ ông về ông mắc cỡ cúng lại lắm, ông không chịu. Cho nên hễ mỗi lần đó buổi chiều đó là ông kêu con cái ra đốt nhang đâu đó xong xuôi rồi thôi à, ông không chịu cúng lại. Thì lúc đó ba thời gian 2 tháng sau rồi, có một dịp ổng đi xuống đó ổng thăm Đức Thầy. Khi ổng xuống đó ổng gặp Đức Thầy đó, tay thì hốt thuốc, tay thì viết giảng, còn miệng thì thuyết pháp. Lúc đó ổng thấy không có thời gian, cái ổng lỡ nói dạ bạch thưa thầy, bây giờ con đã phát tâm quy y với Tam Bảo rồi, nhưng mà ngặt con cái con là bác sĩ thú y, rồi vừa trị bệnh cho bà con nữa, cho nên á sao con ngán cúng quá thầy, cúng con mắc cỡ. Mà thầy ơi, Đức Thầy nói câu gì á, con nghe con cũng tự an ủi lấy mình. Hỏi nói sao? Đức Thầy nói câu, thầy nói tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa, vậy thì mới máu. Hay hoặc giả là Đức Thầy nói đó, ỷ nhiều tiền chẳng biết thương ai, rồi cúng dư lại cũng khó trừ cho đặng. Vậy cốt yếu đó mình tu là trao sửa, chứ đâu phải cần phải cúng lại, phải không thầy? Ông vừa hỏi mà ông vừa gài Đức Thầy ở quý cô bác. Mà gài sao được mà gài, đang hốt thuốc độ bệnh. Cho nên Đức Thầy ngài không có trả lời cái câu nói của ông Đỗ Văn Diễn. Tới chừng một hồi đó, làm phận sự xong tới trưa đó, ông mới hỏi Đức Thầy, ông chào đã ông ra về. Ông nói dạ bạch thưa thầy con về. Lúc đó Đức Thầy vỗ vai Đức Thầy nói, này Đỗ Văn Diễn, tại hồi nãy đó tôi mắc làm bổn phận đối với nhân loại chúng sinh, cho nên tôi không kịp trả lời câu nói của ông. Mặc dù đó cái người tu đó cố yếu là trao sữa, chứ không phải cúng lại đó, cúng lại chỉ là điều phụ thuộc thôi. Nhưng mà đó ông phải tập siêng năng cúng lại hàng ngày, người ta mới biết mình là cái mẫu của người tu chứ. Cái thứ nhất là ông làm tấm gương để ông giáo hóa cho những cái người mới bước vào cửa đạo. Quy y thì khá hành y chứ, chứ ông tu mà ông làm biến cúng lại như vậy đó làm sao được. Chỉ có cái người không tu họ mới không cúng lại thôi. Thời Đức Thầy nói câu này nha, đặc biệt cô bác anh chị em. Chỉ có cái người không tu họ mới không cúng lại thôi. Còn á, thầy nó muốn cho nên phải sao nè? Phải rồi, muốn cho nên khuya sớm chiên cần lòng trí nguyện sở cầu. Sở cầu Phật Thánh, hay là thầy nói sớm với chiều phải gắn trí nguyện cầu, thầy sẽ được tòa chương giữa kế. Vậy thì bây giờ đó, chỉ có cái người không tu thì họ mới không cúng lại thôi. Còn cái người tu người ta chẳng những đó cúng lại siêng năng, mà người ta còn cải sửa đâu đó cho ngon lành. Vậy bây giờ ông vừa cải sửa tu tâm sửa tánh mà ông còn cúng lại nữa, thì đó là một điều phải nói rất là tốt rồi. Ông nghe nói vậy rồi về là từ đó sao ông không dám bỏ thời cúng nào hết trơn với cô bác anh chị em mình, phải không? Vậy bây giờ là một nhà tín đồ của Phật giáo hòa hảo, cô bác anh chị em mình nên nhớ nha. Nếu bây giờ đó tuổi lớn rồi, trời qua buổi chinh chinh vừa xế chờ ít lâu cũng lặn về tây rồi, lúc quỳnh hôn đèn trí sôi đầy phải tìm nẻo thẳng. Bây giờ cái tuổi lớn rồi, hồi đó cô bác anh chị em mình nó ăn cơm chỉ có 2 thời thôi. Còn giờ này thầy nói nguyện cầu gắn trí sớm, sớm trưa. Thôi bây giờ buổi trưa đó mình nằm đó mình coi phim ảnh làm gì, mình nằm đó mình coi Facebook làm gì, mình nằm đó đó mình ru con làm gì. Thôi 11 giờ rồi làm ơn đó, đèn nhang lên đặng mà cúng giùm tôi thêm thời trưa nữa, đặng tạo cái bước viên công đức. Hồi nãy tôi nhắc Đức Phật Thầy Tây An nói việc chi dù quá cần cù còn cũng nhân vài khắc kìa, vài phút kìa. Còn bây giờ mình ở không mà tại sao mình không thực hiện thêm một thời cúng buổi trưa giùm tôi?
Còn buổi tối nếu ngủ không được, thầy nói nguyện cầu gắng muốn cho nên gì nè, khuya sớm. Vậy bây giờ đó ban đêm mình ngủ không được, thôi giờ khuya đó mình ra đó, mình làm ơn đó, mình cúng thêm thầy nữa giùm tôi đi. Rồi ngồi vô đó mình niệm Phật, thầy nói kệ kinh tụng niệm đêm thanh ấy là, ấy là châu ngọc để dành ngày sau không đó. Cái đó mình đừng nghĩ đó là nó mất nha, không mất đâu cô bác anh chị em mình. Trồng cây lành dị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao, mà sao chẳng mất. Cho nên á, ông về ông tập luyện, ông tu thời gian sau rồi lúc đó ông không có còn tự ái nữa, mà ông cúng đâu đó lên 3 thời rồi lên 4 thời. Năm 1943, tức là tới năm Mùi đó quý cô bác, là 4 năm sau. Khi lúc đó đó ông mới đổi đi làm việc ở xứ xa, là làm việc tận ở bên Lào, ở bên bển á, là ông đổi gia viện. Ông mới xuống đặng mà ông hỏi Đức Thầy, đặng mà ông chia tay. Thầy thấy ông tu đâu đó ngon quá, nhưng mà có vài lời đang dặn dò đệ tử quý cô bác. Đức Thầy mới viết cho ông Đỗ Văn Viễn 12 câu. Ủa 16 câu chứ, là 4 khổ thơ chứ, 16 câu dặn dò trong đó hết sức là kỹ lưỡng. Cô bác mình còn nhớ cái bài cho ông Đỗ Văn Viễn không? Ngàn dặm đường xa cách ải quan. Hồi đó ông làm vài việc là ở tại Châu Đốc, nhưng mà 4 năm sau ông đổi đi làm việc ở bên Lào, cho nên lại chia tay với Đức Thầy. Đức Thầy viết cho ông 16 câu thơ tiễn biệt. Ngàn dặm đường xa cách ải quan, chúc quyền đệ tử được bình an, mong trời nhỏ phước cho dân thiện. Ông ra đó ông gán lấy cái đức độ mà ông cứu độ cho tất cả nhân loại chúng sinh, giúp cho dân nghèo nghe. Qua đó đó, đó, mong trời nhỏ phước cho dân thiện, vô bệnh vô ưu, muôn việc nhàn, đó ráng trì lòng ẩn nhẫn qua, thì giờ hạnh phúc có đâu xa. Ngày nay sư đệ tuy xa cách, trời Phật ban cho sẽ hiệp hòa. Cơn này thế giới lắm phong ba, lừa lọc con tiên diệt quỷ tà. Phú có cao đàn, phân kẻ bạo cho người lương thiện khỏi sông pha. Rồi thầy dặn dò 4 câu sau hết sức là hay. Non nước đi xa đâu cũng trời, cũng trời cũng Phật cũng an nơi. Một tâm chí nguyện cho tròn đạo, lòng chớ lo chi sự đổi giờ. Nếu cái người đã có tâm đạo với Đức Thầy rồi đó, dù xa xôi cỡ nào cô bác chúng ta cũng không bỏ thầy chứ. Còn nếu cái người mà không có tâm đạo rồi ở kệ bên thầy, vẫn bỏ thầy như thường. Có không cô bác? Thảm thai khi Đức Thầy về, những phường bạo ác chẳng nơi ẩn mình. Chỉ lo ba thước gươm linh, trị lòi hung bạo ẩn tình xưa nay. Chỉ mê theo rượu với bài, tâm kia dội bỏ mấy ngày quy y. Nỗi thương nam nữ trẻ già trong thầy lâu, trở sanh ra nản lòng, bàn thông thiên vắng hương nồng, củ quyền bàn Phật càng trong lạnh lùng. Để cho meo đóng đầy chung, lư hương lũng xét còn bàn trồng ngửa nghiêng. Nhện giăng bụi bám sàn xiên, sấm mơi không nước, chiều phiền không hương. Nhiều nhà xem thấy sầu thương, ngồi sai em nhỏ đốt hương sớm chiều. Hồi đó bữa nào tới chiều ông cũng đốt nhang, ông dành với mấy nhỏ đàn ông cúng. Còn bây giờ chiều bữa nào giờ cũng ngồi chơi cờ tướng không, kêu mấy nhỏ đốt nhang không. Biết đạo thời hương nước sớm hơn, đừng tu bạc đèn nhang mai tối, tu chơn chánh đừng tu giả dối. Đường Phật tiên nên nói gót theo, nếu đã tu đừng có sợ nghèo, theo tiên Phật chứ đừng theo ma quỷ quý cô bác anh chị em. Thấy không? Vậy thì bây giờ sau khi Đức Thầy viết bốn khổ thơ để tặng cho ông Đỗ Văn Viễn xong rồi đó, ông cầm cái tay của Đức Thầy, ông cầm cái bài thơ mà ông rưng rưng dòng nước mắt. Ông nói không biết sau này có ngày gặp lại với Đức Thầy hay không. Đức Thầy còn dặn dò mấy câu. Đến kỳ thi danh thầy trạm bạn trên đại cao, gọi các linh hồn nay ngu khờ lẻn loi hương thôn, sao đất đảo tiếng đồn bốn biển. Vậy thì bây giờ cô bác anh chị em mình đừng lo sợ, có cái mình tu đâu đó không trọn vẹn thôi. Ai là người quân tử tu mi, phải sớm xử thân mình,
cho vẹn. Chừng lập hội khỏi thùa khỏi thẹn, với Phật tiên cũng chẳng xa chi. Phải không? Nếu bây giờ mình tu đâu đó không ngon lành, mình thẹn với ba cái. Một, thầy nói đó, tầm sức nhỏ còn làm nên kén người, không lo có thẹn hay chăng, là mình thẹn với con tạm. Cái thứ hai thầy nói, đứa hai lòng sao chẳng hổ ngươi, đáng thùa thẹn với cây cùng cỏ. Bây giờ thẹn cái thứ nhất là thẹn với con tầm, không nói chi mà thẹn với cây cỏ luôn, cô bác anh chị em mình luôn. Rồi cái thứ ba nữa thầy nói, xem tích xưa thẹn với gì? Thẹn với bóng đèn. Đời lắm kẻ đầu trâu mặt ngựa, phải không? Vậy thì bây giờ thẹn ba cái đó không nói gì, thẹn cái cuối cùng này là chết. Thẹn cái cuối cùng đó là chừng lập hội khỏi thùa, khỏi thùa khỏi thẹn, với Phật tiên cũng chẳng xa chi. Lời cao siêu khuyên hãy gắn ghi, ta ra sức giác nhiều ba tánh. Vậy thì bây giờ đó mình gắn tu sao cho nó ngon đó, đến cái ngày tụ trường vô đó ha, mà mình được điểm 10, mình được hạng nhất hạng nhì, mình được lãnh thưởng đó, cô bác anh chị em mình bước lên đài cao danh vọng của ngài Long Hoa đại hội đó. Thầy nói đó, đất với nước hậu lai vĩnh diệu, đảo lo tròn yếu điệu tâm thân, phải không? Hồi nãy đó anh Tư đó, anh có khuyên cô bác anh chị em mình làm sao gắn gìn giữ tứ ân. Mà trong cái tứ ân này đó, không phải Đức Thầy kêu mình gìn giữ mà kêu mình khắc vào trong lòng luôn. Có hai cái mà Đức Thầy kêu mình khắc vào trong lòng, cô bác mình biết chạm vào trong dạ là cái gì biết không? Cầu quân lý tứ ân, chạm dạ nếu chẳng gìn phải rõ đường tha. Một là cô bác chúng ta chạm vào tứ ân. Cái thứ hai nữa đó, thầy nói câu bác chánh ráng mại chạm giả. Một là cô bác chúng ta chạm vào lòng tứ ân, hai là bác chánh đạo với cô bác anh chị em mình. Đó, nếu làm xong á, nhân đạo rồi, cô bác chúng ta bước lên con đường Phật đạo, hành bác chánh cái nữa là ngon lành. Trừ xong ba nghiệp chướng hãy làm theo tám điều chánh, và sau khi diệt thập ác rồi, mười điều lành hiện ra. Như thế là ta đã đạt được một bước trên con đường đạo hạnh. Như sự tấn bổ ấy không có nghĩa là đạt được mục đích kết quả, nên cần phải hành theo đạo bát chánh tiếp. Tiếp theo, vì đây là quyển kinh nhật tụng của những ai muốn tấn triển trên bước đường giải thoát với cô bác anh chị em mình, phải không? Vậy thì bây giờ ở đây cô bác anh chị em mình gắng khắc ghi và trạm dạ. Những cái này là những cái cô bác chúng ta cần để vào trong đầu. Lỡ ngày sau mà ngày mà cô bác chúng ta thầy trở lại mà mình không có còn xác thân nữa thì là thầy nói sao nè? Hồi nãy con đọc đó, đến kỳ thi danh thầy trạm bảng đó, trên đài cao cũng gọi các lính linh hồn. Nếu mình tới đó mà mình còn cái linh hồn đó là con lành, phải không? Cho nên ở đây nếu mà mình không có tu đâu đó cho ngon lành, đến cái ngày đó thầy nói gian tạ gì nè. Phải rồi, nghe câu này nghe ớn à. Gian tà hồn sát cũng tiêu, thảm thương ba tánh là chính chiều ruột đau. Vậy cô bác anh chị em mình đừng có sợ già, cô bác anh chị em mình đừng có sợ xấu, cô bác anh chị em mình đừng có sợ bệnh, cô bác mình đừng có sợ đau. Thầy nói câu đó, thầy nói đó, chừng lập hội thì già, thì già quá trẻ, khắp hoàn cầu đổi sát thái. Thái hồn Đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn, đặng ban thưởng Phật tiên giữa thánh. Đó, cho nên ở đây thầy nói khắp thế gian con thảo phục quỳ chầu trước bệ cha hiền Ngọc Đế, gẫm dinh nhục sanh trong thế hệ tuồng xưa kia sắp đạt đã lâu, phải chuyển xây trái đất một bầu đặng lừa lọc con tiên. Con tiên cháu Phật gồm một nơi sửa sang tiêm tất xử phân người cùng vật thưởng phong, cho dương trần gõ lực thiên công, có địa ngục thiên đàng hay chẳng. Vậy bây giờ á, có biết được địa ngục, có biết được thiên đàng, thì cô bác anh chị em mình gán tu sau này đặng mà mình về trầu bên thiên đàng, về mình trầu bên Phật tổ bển, đồng thời cũng một trường tu, kẻ trầu Phật tổ còn người trầu ma dương, phải không? Một người thì về trầu Phật tổ, còn người thì trầu theo ma dương, là kể như rồi với cô bác anh chị em mình.
Đó, vậy thì bây giờ trong ba cái này, cô bác anh chị em mình gắng kiểm tra kỹ lại. Cái thứ nhất, Đức Phật nói đó, cái hạnh phúc thứ nhất, tha phương ngộ cố tri, tức là đi phương xa mà gặp lỡ ngựa bản sư. Cái thứ hai, cửu hạng phùng cam vỏ, tức là nắng lâu mà gặp được một đám mưa ngọt. Mà gặp đám mưa này mà cô bác anh chị em mình không chịu hứng, không có chịu tu cái nữa là kể như rầu luôn à. Thầy nói nay Dương Trần gặp buổi mưa gì đó, mưa ngâu, phải sớm hứng giọt sương, giọt sương đông hạ. Đó, bây giờ đó, mưa này mưa ngâu, mưa lớn rồi, mưa trùng phùng rồi, mưa gặp gỡ rồi, mà mình không gắng cố gắng để mình hứng với cô bác anh chị em mình, coi chừng sau này đó mình muốn mà không gặp được. Thầy nói mùi đạo diệu chúng dân ráng kiếm, trễ thời kỳ là khó gặp đặng ta. Phải không? Nếu trễ cái thời kỳ này đó, mình muốn gặp lại Đức Thầy đâu phải là cái chuyện dễ đâu cô bác anh chị em mình. Đó là một điều đặc biệt. Đó, vì thời gian có hạn, tới giờ còn 5 phút nữa. Rồi, thưa quý cô bác anh chị em mình, còn 5 phút nữa là hết giờ để thiện tình bài gặp gỡ cùng cô bác anh chị em mình với ba ý trong cái đường tu hạnh phúc. Vậy giờ đây là một tín đồ ngoan đạo, cô bác chúng ta gắng cố gắng thực hiện theo lời dạy bảo của Đức Thầy, để khi kịp đến ngày tự thần gõ cửa, cô bác chúng ta có một số vốn đang kịp trở về với quê xưa cảnh cũ. Hồi nãy đó quý cô bác, cái đề tài sau cùng, có mấy chú mình đó, tôi mới bước lại đó, có mấy chú lại gặp khiều khiều tôi hỏi. Hồi nãy anh hỏi cái đề tài đó phải không? Sau cùng hỏi ông Tư Phương, ông sợ đụng chạm gì mà ông không trả lời câu hát, hai câu hát quê tình đúng không? Phải anh hỏi không? Hồi nãy ông chú nào hỏi? À, ông chú này ở bên Vĩnh Long phải không? À, ở Bình Minh Vĩnh Long thì Bình Minh Vĩnh Long đó chứ đâu. Hồi nãy tới chừng xuống rồi ông lại ông khiều tôi, ông nói hồi nãy tôi lên tôi hỏi ông Tư mà ông trả lời tôi mắc cỡ muốn chết quê. Tôi nói tại vì cái chương trình á, thường thường mà trao đổi về cái nghi vấn á, con đi ở vùng sâu vùng xa hay hoặc giả là có tôn giáo bạn hay hoặc giả là có chỗ này chỗ kia, con mới trình bày cái chương trình nghi vấn, phải không, đặng cho đồng đạo ông ta cái thứ nhất ta thăm dò con mấy ông giảng viên như thế nào, cái thứ hai đó người ta muốn tìm hiểu về chân lý, cái thứ ba đôi khi đó tôn giáo bạn người ta muốn bắt bí mình cũng không chân. cái nghi vấn là nó khổ, có ba cái đó đó mà vấn dĩ đáp nan. Cho nên á, hôm đó có ông đó muốn hỏi tôi xin sáu trái bắp mà liền hoài xuống ghe. Ông lên hỏi rồi, xin sáu trái bắp nữa, ông lại ông hỏi ông đó chứ tôi không biết vụ sáu trái bắp. Còn cái này hồi nãy đó ông chú hỏi, hát hai câu hát quê tình phải không? Hát hai câu hát thì tôi thấy trong giáo lý của Đức Thầy đó, có hai chỗ Đức Thầy hát với cô bác. Cái thứ nhất là hát kêu bớ kẻ giàu sang. Hồi nãy ông lại ông nói, không có được ông ơi, ông trả lời giùm tôi chút xíu. Thầy nó hát kêu bớ kẻ giàu sang, mau mau làm phước làm dân cho rồi. Cho nên hát cái đó là hát kêu cô bác anh chị em mình bố thí đó, giúp đời đó. Bởi vì đó Đức Thầy nói câu mà, Thầy nói đó, lòng nhân sinh khá tập rèn, thạch sùng dương khải sách đèn ai ưa, thánh hiền nôi tích đời xưa, nhờ tâm từ thiện mấy người ưa kính thờ. Để chết rồi cũng bỏ của bơ vơ phải không, chi bằng làm phải chuyện thơ ghi đời. Cho nên câu hát thứ nhất đó, Thầy nói hát kêu bớ kẻ giàu sang, mau mau làm phước làm gian cho rồi, để sao khó đứng mà khôn ngồi, dòng có thứ đứng không đứng, ngồi không ngồi, chổng khu đó mới chết đó chứ. Chổng khu nó mới chết phải không? À, cho nên đó Thầy hát, Thầy kêu mình gắng cố gắng làm phước. Đó, ông nào lòng dạ hải hà, động tình bác ái ra mà làm đi rồi đó, bà nào quá bộ hữu tài, tiền nhiều đất rộng, cò bay múc đồng rồi đó. Cho nên hát kêu với kẻ giàu sang, mau mau làm phước làm gian cho rồi. Còn cái thứ hai nữa là hát mà trong dạ sáo sào, thấy cảnh bên tàu là đổ máu tuôn rơi. Cho nên Thầy thấy cái cuộc đời này nó gây cái chinh chiến ù ầm với nhau, cho nên lúc đó Thầy nói lòng bác ái động tình mà rơi nước mắt, tiếng ai bi thở than gieo dắt, khắp đông tây nam bắc chịu u sầu, kẻ lương hiền thì chờ giọt mưa ngâu. Cái người lương hiền là chờ đến cái ngày mưa ngâu Thầy trở lại, phải không? Còn người bạo ngược nó thừa cơ nguy thủ lợi. Cho nên mà hát thứ nhất là Thầy kêu mình đó là
gắng cố gắng lo làm phước, lo bố thí. Cái thứ hai nữa là thầy hát là kêu mình gắng cố gắng nhìn thấy cái cảnh máu đổ tuôn rơi, con người loạn ly nhưng ngặt nổi gặp đời hỗn độn, câu quân thần phụ tử gã rời. Vậy thôi, con nói ý nhẹ vậy mà không biết có trúng hay không. Ý của anh Tư sao không biết thôi, ông chú mình cũng quan hỷ thông cảm nha. Ổng ngồi trước mặt tôi kìa. Rồi, thì thưa quý vị, trong chương trình thuyết giảng nãy giờ anh Tư thì cũng đã 1 tiếng đồng hồ. Còn con thì do chương trình tự chọn cũng 1 tiếng đồng hồ, đúng rồi. Trong thời gian theo dõi qua sự trình bày của anh em con, nếu cô bác anh chị em mình thấy có điều gì sơ sức thì sau cái buổi cúng xong, cô bác mình cứ kề tay xây dựng nhỏ đặng cho tụi con biết sau này lên gặp gỡ cô bác anh chị em mình được hoàn chỉnh hơn nữa. Thôi thì trong buổi gặp gỡ chuyện trò tâm sự hôm nay, nếu có chút chi công đức xin thành lòng để hồi hướng cho nội tổ của chủ gia trong ngày tranh dỗ kỷ niệm, và thành lòng để hồi hướng cho cụ quyền thất tổ ông bà cha mẹ nhân mùa du lan báo hiếu được siêu sinh để tịnh độ, cha mẹ ở tại đường thì tăng thêm cái tuổi thọ, và chúc cầu cho cô bác chúng ta lúc nào cũng là một đứa con hiếu thảo để báo đáp du lan cho ông bà tổ tiên cha mẹ trong mùa du lan báo hiếu. Cô bác chúng ta là những đứa con đặc biệt, dù cô bác chúng ta có đi phương trời xa nào cũng nhớ về công ơn trời biển của hai đấng ân điển, tức là ăn chay niệm Phật 4 mùa, dù đi hàng vạn ngôi chùa gần xa cũng không bằng Phật tại gia, đó là hai đấng mẹ cha sanh thành. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật ạ.